Anh em nào ở đây yêu thích thể loại game kinh dị, chắc chắn anh em đã từng nghe qua cái tên Limbo. Dù không phải đến từ một nhà phát hành đình đám, nhưng tựa game indie này vẫn gây được tiếng vang trong cộng đồng game thủ. Với cốt truyện quá ư mơ hồ nên có rất nhiều giả thiết xung quanh ý nghĩa thực sự mà Limbo muốn truyền tải. Nhưng riêng với Migame thì tụi mình có một góc nhìn rất khác biệt về tựa game này. Limbo có rất nhiều tầng lớp nghĩa và một trong đó chính là căn bệnh trầm cảm. Một căn bệnh rất khó thấy và rất khó chữa trị vào thời nay. Trước khi chính thức vào video, Migame cũng nhắc lại là tụi mình không phải chuyên gia hay là bác sĩ về bệnh trầm cảm. Những kiến thức mà tụi mình truyền đạt được thu thập bởi nhiều nguồn trên mạng nên có thể khó tránh khỏi sai sót. Mong mọi người đừng quá khắt khe nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Bệnh trầm cảm là một trong những loại bệnh khó phát hiện nhất, cũng như khó chữa trị nhất. Người bệnh cần rất nhiều sự trợ giúp của mọi người xung quanh để vượt qua. Nhưng bù lại thì những người khác không biết phải bắt đầu từ đâu để giúp đỡ họ. Tồi tệ hơn, với lối sống càng lúc càng trở nên căng thẳng như bây giờ, thì tỷ lệ người mắc bệnh trầm cảm càng lúc càng cao hơn. Trầm cảm là bệnh lý về tâm thần khi người bệnh có những rối loạn khí sắc. Hoạt động bộ não của họ bị ảnh hưởng dẫn đến những thay đổi thất thường trong suy nghĩ và tác phong. Những người bị bệnh trầm cảm thường dễ bị tổn thương hay cáu gắt, nóng giận vô cớ và luôn có cảm giác sự tồn tại của mình là một gánh nặng. Bệnh trầm cảm thường hay xuất hiện ở những người trẻ từ 18 đến 45 tuổi. Nhưng điều đáng sợ là độ tuổi mắc bệnh càng lúc càng trẻ hóa, khi đến cả con nít cũng có thể bị trầm cảm. Thực ra điều này vẫn là một việc khá khó chấp nhận với các phụ huynh khi mà họ nghĩ rằng con nít mà, có áp lực gì đâu mà trầm cảm. Thực ra, dù ở độ tuổi nào thì người ta cũng có thể bị mắc bệnh trầm cảm, chỉ có dễ dàng nhận ra hay không thôi. Trẻ con dù không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, nhưng áp lực về học hành, về thành tích, về những mối quan hệ bạn bè mà chúng vẫn chưa đủ vững vàng để vượt qua cũng dễ dàng làm chúng trở nên khép kín và những rối loạn về suy nghĩ của mình. Đương nhiên là Migame không nhắc tới những thanh niên bị trầm cảm trên Facebook, share những bài về trầm cảm nhàn nhản và coi nó như một trend nha. Bỏ đó thì thôi, bó tay rồi. Quay lại với Limbo, nếu chú ý thì bạn sẽ thấy hành trình đi tìm em gái của cậu nhóc trong game không khác gì một diễn tả về tâm trạng của người bị trầm cảm cả. Về dòng mô tả mơ hồ của nhà phát hành, vì lo lắng cho số phận của người em gái, cậu bé quyết tâm tiến vào Limbo. Limbo ở đây là nơi trò chơi bắt đầu, chứ không hề ám chỉ một địa điểm nào cụ thể mà người ta từng biết. Nhiều người cho rằng Limbo chính là thế giới bên kia, nơi những linh hồn người chết tìm đường để siêu thoát. Limbo đã tự kết liễu chính mình để có thể tìm đến với người em gái của mình. Còn cách giải thích thứ hai thì đây chính là một giấc mơ, là thế giới nội tâm của cậu bé trong game mà chỉ hoàn thành mục đích mới có thể thoát khỏi giấc mơ này. Limbo, tiếng Việt đọc là Lâm Bô, là một ranh giới giữa sự sống và cái chết, được xem như chốn lao tù, nơi lấp lửng của những linh hồn đã lìa xa dương thế nhưng lại không thể vào nước thiền được. Đây không phải là một học thuyết chính thống của giáo hội nên độ xác thực trong những thông tin này không cao. Tuy nhiên, để anh em có cái nhìn rõ hơn, tụi mình sẽ nói qua một chút. Limbo là một ý tưởng sơ khai mà ở đó người ta tin rằng những con người khi chết mà chưa được lãnh nhận bí tích rửa tội, một trong những bí tích quan trọng nhất của Thiên Chúa giáo, thì khi họ sẽ được đưa đến một nơi khác không còn thuộc về thiên đàng, hỏa ngục hay luyện ngục nữa. Có hai dạng Limbo là Limbo dành cho tổ tiên và Limbo dành cho con trẻ. Và nhân vật chính của game là trẻ con. Migame sẽ nói thêm về Limbo con trẻ. Ý tưởng về Limbo dành cho trẻ con nói rằng nếu một đứa bé sinh ra mà chết trước khi được lãnh nhận bí tích rửa tội, thì chúng sẽ không phạm tội đời này, nhưng vẫn còn nguyên tội và không được vào nước thiên đàng. Thực tế giả thiết này đã được phản bác bởi giáo hội công giáo hiện đại và linh hồn trẻ con sẽ được vào thẳng thiên đàng. Giả thiết thứ nhất về Limbo nghe có vẻ hợp lý, nhưng lại không hề rõ ràng. Nếu như đây là cái chết và những câu đố trên đường là trở ngại của cậu bé, thì chắc chắn là cậu bé sẽ không thể thoát ra được. Địa ngục là nơi không hề đơn giản, và rơi vào đó thì linh hồn sẽ ngày đêm bị hành hạ, vĩnh viễn không siêu thoát. Còn cậu bé không những thoát được mà còn có thể chạy nhảy lung tung hết chướng ngại này đến chướng ngại khác. Nghĩa là cậu bé đã vượt trên cả sinh tử, rồi giờ thành game thần thoại hay gì. Bản thân Migame thiên về vế thứ hai hơn, nhưng cho rằng đây không phải là một giấc mơ mà là tiếng lòng, là nội tâm của chính cậu bé về căn bệnh của mình. Người trầm cảm thường hay thể hiện những biểu hiện của sự trầm cảm ra ngoài, mà họ thường hay tự mình chiến đấu với những cảm xúc tiêu cực bên trong nhiều hơn. Biểu hiện mà chúng ta thường thấy của người trầm cảm gồm biếng ăn, sẽ trở nên gắt gỏng, tức ngực, hơi thở bất thường, mất ngủ và có xu hướng muốn ở một mình. Điều đáng sợ đó là những việc đó người bình thường cũng biểu hiện ra ngoài khi gặp một biến cố lớn như mất người thân, thất tình, vân vân và mây mây. Thế nên khó có thể nhận biết chính xác những biểu hiện này là do cảm xúc nhất thời hay thực sự cần trợ giúp về bệnh lý của mình. Rất khó để phân biệt giữa trầm cảm
và nỗi buồn thất thường chỉ có thể tóm gọn vào một câu. Trầm cảm không phải là khi bạn thấy buồn vì mọi thứ không xảy ra theo ý mình, mà bạn cảm thấy buồn mặc cho mọi việc diễn ra tốt đẹp. Hậu quả của chứng trầm cảm vô cùng lớn, nhẹ thì tính cách thay đổi, nặng thì suy sụp, dẫn đến tự sát. Mà nói nhẹ là một cách nói giảm nói tránh đấy ạ, chứ không có hậu quả nào là nặng hơn hậu quả nào. Ví như một gã hề vừa đạt giải Oscar của đạo diễn Todd Phillips và tài tử Joaquin Phoenix là một hình ảnh tiêu biểu của việc chứng trầm cảm gây ra những sự méo mó về nhân cách. Khi Arthur bị bệnh, không ai bên anh ta, không ai bênh vực anh ta cả. Tất cả những gì họ làm được là kêu anh ta cố gắng lên, đừng trở nên yếu đuối nữa. Những điều đó tàn nhẫn đến mức mà anh ta phải viết lại nỗi lòng của mình trong nhật ký. Phần tệ hại nhất của việc có vấn đề về tâm lý chính là việc người ta muốn bạn tỏ ra mình ổn. Arthur bị coi thường, bị đổ oan, bị cười nhạo và bị đánh đập. Kể cả mẹ của anh, người cũng đang đắm chìm trong vọng tưởng của mình, không thấu hiểu cho anh. Và kết quả thì ai cũng thấy rồi đấy ạ. Arthur trở thành Joker, hoàng tử hề của giới tội phạm, là kẻ khơi mào cho sự sụp đổ và hỗn loạn của Gotham. Nhiều người vẫn hiểu sai rằng tìm cách khích lệ người bị trầm cảm hay yêu cầu họ trở nên tích cực hơn là một sai lầm nghiêm trọng. Bản thân những người bị bệnh, họ cần một người có thể thấu hiểu, có thể đưa đôi tay ra giúp đỡ họ trong những khoảnh khắc mà họ lạc lối. Liệu pháp dành thời gian cho gia đình và những người thân yêu thực ra cũng chả hiệu quả nếu như những người trong nhà không thể phối hợp hay thấu hiểu họ. Họ không giống như chúng ta tìm cách sống sót với thế giới, còn họ tìm cách sống sót với chính mình. Hãy lấy ví dụ thực tế nhất, trưởng nhóm, giọng ca chính của ban nhạc Linkin Park, Bennington Chester. Vụ tự sát của anh đến nay vẫn là sự nuối tiếc vô hạn của những người hâm mộ Linkin Park nói riêng và fan âm nhạc nói chung. Không ai nghĩ rằng anh sẽ kết thúc cuộc đời mình theo một cách đột ngột như vậy. Vợ anh đã up một video cả anh đang vui đùa với bạn bè và những đứa con của mình khi họ thách nhau ăn kẹo. Không ai nghĩ rằng con người đang cười nói trước camera kia 36 tiếng đồng hồ sau lại tự sát. Người ta hay nói rằng khi một bệnh nhân trầm cảm quyết định tự sát, đó là ngày hạnh phúc nhất đời của họ. Những áp lực, kỳ vọng, suy nghĩ mà họ mang trong mình sắp được giải thoát. Và chỉ có cái chết mới giúp họ thôi suy nghĩ nữa. Nên đó là lúc họ cười nhiều nhất, cười vì nhẹ nhõm và thanh thản. Cái chết của Chester cho ta hiểu được rằng trầm cảm chẳng mang bất cứ một khuôn mặt nào cả. Trong Limbo, hành trình của cô bé chính là cuộc đấu tranh nội tâm của cậu trước chứng trầm cảm của mình. Một thế giới vô định, mờ ảo và không định hướng như đang mô tả chính cảm xúc của cậu bé lúc này, hỗn loạn và vô định hướng. Những thử thách trong suốt hành trình là đại diện cho những nỗi sợ, những tiêu cực xảy ra trong lòng. Nỗi sợ bị lừa dối, những chiếc bẫy gấu. Sợ làm người khác bị thất vọng, bị đá lăn. Sự thất bại khi kỳ vọng quá cao, rơi từ trên cao xuống. Hay cảm giác bị bỏ rơi, bị những đứa trẻ khác tấn công. Mỗi thử thách là một nỗi sợ khác nhau và nó cứ lặp đi lặp lại trong suốt hành trình. Ám chỉ những điều suy nghĩ tiêu cực ấy cứ đeo bám mãi, đứa bé không dứt ra được. Vậy thì tại sao lại nói đây là thế giới nội tâm của cậu bé? Điều đó được thể hiện qua đôi mắt của cậu. Đôi mắt luôn được xem là cửa sổ tâm hồn. Trong phim kinh dị là để phân biệt đâu là con người thật, còn đâu là ma quỷ. Có thể thấy cả trò chơi, chỉ có mình cậu bé là có đôi mắt sáng trong. Ý chỉ cậu là con người duy nhất trong thế giới này. Còn nơi nào mà bạn là con người hơn chính trong nội tâm của mình cơ chứ? Không có bất kỳ một sinh vật hay con người nào, kể cả em gái, sở hữu đôi mắt như cậu bé. Trong thế giới của người trầm cảm, họ thường hay đối diện với những suy nghĩ, những bóng ma mà chỉ có họ nhìn thấy và tương tác được mà thôi. Những bóng ma đó xuất hiện có thể tốt, có thể xấu, nhưng tất cả chỉ nhằm để xoa dịu nỗi cô đơn trong tâm trí họ. Và mấy bóng ma trong này thì chắc chắn chẳng tốt lành gì rồi. Người duy nhất mà chúng ta có thể xem là người tốt chính là cô em gái của cậu bé. Đối với những người, niềm hy vọng chính là thứ giúp họ vượt qua những nỗi tiêu cực của mình. Và đối với cậu bé này, đó chính là hình tượng của người em gái. Đó có thể là người thân duy nhất cuối cùng của cậu bé, người mà cậu thực sự quan tâm và là người đau khổ nhất nếu cậu xảy ra chuyện gì. Do đó, dù cho có khó khăn thế nào, dù cho căn bệnh trầm cảm này có làm cậu mệt mỏi đến đâu, cậu vẫn sẽ không bỏ cuộc vì em gái của mình. Để ý một chút, cả thế giới trong Limbo chỉ đắm chìm trong một màu đen tối. Duy chỉ có màn cuối, nơi có người em gái rồi thì nó ngập tràn ánh sáng. Tuy nhiên Mi Game không nghĩ cô bé này là người thật hoặc là còn sống. Như đã đề cập ở phía trên, việc một người trầm cảm có những ảo tưởng về những con người mà họ thấy không phải là chuyện lạ. Nếu như cả thế giới Limbo đều do tâm trí của cậu bé tạo ra, thì không có gì bất ngờ khi đứa em gái của mình cũng chính là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi. Vì nếu con bé có thật, thì tại sao nó lại không đi kiếm anh trai của mình? Khi bạn mắc kẹt trong một thế giới xa lạ, không người thân thích mà bạn lại quyết định ngồi yên một chỗ chơi với đất cát à? Mi Game thấy nó cứ sai sai sao ạ? Vậy thì cô bé này là ai? Nhiều khả năng đây chính là bản thân cậu bé.
là con người thật của cậu đã bị mắc kẹt dưới những suy nghĩ đầy tính tiêu cực kia. Việc con bé vẫn có thể vô tư chơi đùa một mình giữa một thế giới đáng sợ như vậy, nghĩa là thật tâm trong lòng cậu bé không hề tệ hại. Cậu bé muốn được hạnh phúc, muốn được bình thường và cũng muốn hạnh phúc như bất kỳ ai. Thế nhưng chứng bệnh trầm cảm ấy thực sự quá đáng sợ. Nó làm cho mưu cầu hạnh phúc của người bị bệnh bị đè nén trong những suy nghĩ tiêu cực. Hình ảnh em gái chắc có lẽ là cậu bé tưởng tượng ra một người để bầu bạn, hoặc có lẽ tưởng nhớ đến người em gái của mình. Vị trí của cô bé trong lòng cậu bé quá lớn, nó trở thành nỗi buồn, cũng là những niềm hy vọng mỗi khi cậu ngã xuống. Nếu thật như vậy thì cậu vô cùng mạnh mẽ, vì chỉ có người mạnh mẽ mới chịu nổi sự đả kích to lớn khi mất đi người thân yêu của mình. Hành trình vượt qua những khó khăn trong limbo chính là hành trình đấu tranh của cậu bé mỗi khi phát bệnh. Điều quan trọng nhất khi đấu tranh chính là luôn phải giữ được niềm hy vọng của mình. Điều nói thì dễ, nhưng thực hiện được không thì chả ai dám đảm bảo cả. Không phải ai cũng mạnh mẽ như ai, hoặc họ đã quá mệt mỏi vì phải chiến đấu một mình. Trong limbo, người chơi có thể nhận ra là không có một phép màu nào xảy ra với cậu bé khi cậu gặp khó khăn cả. Không một nàng tiên, ông bụt hay bất kỳ trang bị nào có thể thu thập để giúp đỡ cậu trên con đường phía trước. Tất cả nhờ vào bản thân cậu mà thôi. Không có một sự hỗ trợ nào, nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức để đến đích, để gặp lại em gái của mình. Cậu bé mạnh mẽ thật đấy, nhưng trầm cảm không phải muốn chữa dứt trong một sớm một chiều là được. Và cậu bé sẽ còn có thể cố gắng được đến lúc nào cho tới khi gục ngã. Trầm cảm đã, đang và sẽ là một đề tài rộng lớn để bàn tới. Và nhà phát triển Limbo đã khéo léo lồng ghép vào tựa game của mình những giá trị cơ bản nhất nhằm thức tỉnh cho chúng ta sự nguy hiểm của căn bệnh này. Bản thân Mi Game cũng không phải là bác sĩ hay chuyên gia về bệnh tật, nên có thể video này sẽ gặp không ít sai sót. Nhưng điều mà tụi mình muốn hướng đến chính là giúp cho mọi người có thể hiểu hơn về căn bệnh này, cũng như biết thêm, dù chỉ một chút xíu, về thứ đang giết chết rất nhiều sinh mạng ngoài kia. Nếu một ngày, một người thân hay một người bạn cần đến sự giúp đỡ của bạn theo một cách bạn chưa từng thấy qua, đừng ngần ngại giúp đỡ họ. Có lẽ lúc đó, họ thực sự cần bạn hơn bạn nghĩ. Đừng buông tay họ, đừng để họ phải chịu đựng một mình như trong limbo. Vậy là hết rồi. Nếu bạn thấy video này hay và bổ ích, có cần gì và chỉnh sửa thì hãy bình luận ở bên dưới nha. Hãy giúp cho mọi người có thêm kiến thức về bệnh trầm cảm này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.